Kính chào quý vị và các bạn nhé. Tiếp tục là chia sẻ đến anh em những kinh nghiệm để giúp anh em có thể tự hàn được dây dẫn âm thanh tại nhà. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ là về dây tín hiệu một đầu canon và một đầu 6 ly. Đặc biệt là jack 6 ly này sẽ là 6 ly stereo, dạng cân bằng. Nó khác với dạng 6 ly mono anh em nhé. Nó có một khớp ở đây là 6 ly mono, để dạng ăn ba lăng, tức là không cân bằng. Còn truyền tín hiệu canon sang 6 ly stereo như này gọi là jack 6 ly cân bằng. Đấy, quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Trước tiên thì anh em cần chuẩn bị cho em là đầu jack canon này. Thường sẽ là canon cái, là jack có 3 cái lỗ ở đây. Và anh em thấy rằng ở trên những đầu jack canon sẽ có đánh số nhé. 1, 2, 3 này. Jack đực cũng thế. Đây, để jack đực này anh em này. Jack đực là jack có 3 cái chân ở trong. Còn jack cái nó có 3 cái lỗ và có cái còi bấm ở đây. Đấy, còn jack đực anh em thấy nó có 3 cái chân ở trong này. Và cũng được đều đánh số ở bên trong. Jack 6 ly. Jack 6 ly stereo ở đây anh em thấy. Jack này cũng sẽ có 3 chân. Giống như jack ca lông này, hai chân truyền tín hiệu và một chân mát. Thấy chưa? Để có được dây dẫn truyền tín hiệu cân bằng thì cả hai đầu jack phải là cân bằng anh em nhé. Ví dụ nhé, đầu là ca lông là truyền tín hiệu cân bằng, còn một đầu là AV truyền tín hiệu không cân bằng thì cả cái dây này nó vẫn là truyền tín hiệu không cân bằng. Để dây là truyền tín hiệu cân bằng thì cả hai đầu jack đều phải là jack truyền tín hiệu cân bằng, anh em lưu ý cho em nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đến phần dây dẫn. Dây dẫn thì tối thiểu dây dẫn của anh em phải có hai loại dẫn nhé, tối thiểu phải có hai loại dẫn. Còn nếu như dạng dây đồng trục thì anh em không thể hàn được jack ca lông đâu ạ. Dây đồng trục nó chỉ có một loại dẫn và một lưới ấy, thì không thể hàn được jack ca lông được cái. Hoặc là ca lông ra 6 ly stereo như này, bởi vì anh em thấy nó có ba chân thì nó sẽ có phải có ba dây tiếp. Hoặc tối thiểu của hai lõi thì sẽ có hai lõi dẫn và một lõi mát là cái lưới chúng nó tiếp mát. Chúng ta sẽ tháo jack ca lông ra, quý vị thấy ở đây nhá. Tháo ra này. Đấy, quý vị xem ở đây. Chân đồng hết này. Và được đánh số ở đây này anh em thấy. 1, 2 và 3. Về nguyên tắc nhà hàn nhờ như này. Chân số 2 của jack ca lông, chân số 2 này, sẽ được hàn vào chân T của jack 6 ly. Chân T là chân nào, là chân đầu tiên này này. Anh em không cần nhớ là TRS là gì cả, chỉ cần nhớ như này này. Chân số 2 sẽ hàn vào cái chân đầu tiên, là chân đỉnh này này. Chân này là chân nào thì anh em đo này. Đây là đồng hồ đo thông mạch. Chân đỉnh này thì cái tên là chân tip. Đây, chúng ta sẽ đo xem là cái chân này nó sẽ thông với cả cái chân nào trong hai trong ba cái chân này. Đây chân này chính là chân ngắn này. Để rắc 6 ly anh em thấy sẽ có hai chân khác nhau này, một chân ngắn một chân dài. Đây nhá. Đấy, còn chân ở giữa này sẽ là chân dài này. Thấy chưa? Và chân cuối cùng ở đây sẽ là cái chân mát. Không cần nhớ là đâu ở chân TRS thì chúng ta chỉ cần là nhớ như này này. Chân số 2 đấy sẽ hàn vào cái chân đỉnh của jack 6 ly. Tiếp đến chân số 3. Số 3 sẽ hàn đến cái chân thứ hai ở giữa này này. Và chân số 1 sẽ hàn vào chân mát. Số 1 và hàn vào chân mát của jack 6 ly stereo. Đến phần dây dẫn. Dẫn thì anh em tách cho em. Mình sẽ hàn jack ca lông trước nhá. Trước khi hàn anh em cho cái jack ca lông vào đây. Một số dây tín hiệu nó sẽ có chiều mũi tên. Thì quý vị và các bạn chú ý cho em nhé. Chúng ta sẽ đấu theo chiều mũi tên tín hiệu từ ca lông cái xuống 6 ly chẳng hạn thì chúng ta sẽ đấu. Còn nếu không có chiều mũi tên thì thôi. Quý vị thấy cái dây tín hiệu thì là tín hiệu, nó truyền tín hiệu rất là nhỏ và là dễ bị nhiễu, nên là gần như dây tín hiệu anh em thấy rằng đều có chống nhiễu. Không chống nhiễu bằng lưới thì sẽ chống nhiễu bằng cách khác. Tách ra. Đây nhá. Chia sẻ với anh em thêm này. Jack ca lông ngoài nó có 3 chân đánh số 1, 2, 3 ra thì còn có một cái còi này này. Một cái chân nữa thứ tư ở đây. Chân này để làm gì? Chân này sẽ là tiếp mát vào vỏ của thiết bị. Nếu như hệ thống điện của anh em mà có đấu tiếp đất thì chính cái vỏ này sẽ đi xuống chân tiếp đất của vỏ thiết bị. Thì chúng ta hàn cái chân số 1 line luôn sang cái chân vỏ này. Rất là tốt anh em nhé. Đỡ ù rền. Đấy. Thì cái lưới này của em rất là dày. Em có thể chia đôi ra được. Làm hai phần. Một phần để em hàn vào chân số 1 và một phần em hàn vào cái chân tiếp đất. Dây này của em là bốn lõi thì em giống như dây hai lõi thôi, anh em chập hai lõi thành một. Những cái phần lưới này mà nó mềm, nó yếu, nó sẽ bị bua rua ra thì chúng ta phải gia cố thêm thiếc vào đây. Còn lưới của em mà rất là chắc chắn, anh em nhìn này, gần như là nó bện vào nhau, nó không bị bua rua ra. Chân số 2 đây. Thì là sẽ dây đỏ vào đây. Chúng ta sẽ hàn từng vào chân vào một. Dây đỏ vào chân số 2 này,
dây đen vào chân số 3 này, và cái lưới chống nhiễu này, một chân sẽ vào chân số 1. Thông thường như này là xong. Nhưng mà em còn một cái chân thứ tư nữa, chân phụ nữa, thì mình sẽ đấu vào cái còi này. Đây, anh em cùng quan sát cái mối hàn mình hàn. Đây nhá, dây đỏ này và chân số 2. Dây đen và chân số 3. Và một lưới chống nhiễu mình tiếp mát ở chân số 1. Và ngoài ra mình câu thêm sang cái chân còi bấm này nữa để tiếp đất và thiết bị cho đảm bảo. Như vậy là tổng 4 chân. Nếu như cái lưới của anh em mà không đủ dày như em chia sẻ với anh em ấy, anh em hãy lấy một cái đoạn dây, anh em câu từ chân số 1 sang cái còi này. Rất là tốt anh em nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đấu vào cái vỏ của nó này. Lắp vào. Một đầu cá lồng này. Em đẩy cái này lên. Đầu cá lồng. Còn đầu 6 ly đây. Phần cá lồng này thì toàn bộ cái lưới này này mình sẽ cho vào tiếp âm này. Đấy. Và tương tự như vậy, bốn lõi thì mình chia đôi ra, hai lõi cũng được anh em nhé. Tại sao mình hãng lại thiết kế bốn lõi thì thực ra này nó có lý do cả. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ hàn vào dây đỏ này, sẽ hàn vào như em nói đấy, đỉnh của cái rắc. Nếu như chúng ta không biết đâu là cái chân đỉnh thì chúng ta lấy đồng hồ chúng ta đo. Còn đương nhiên là em biết rồi, cái chân ngắn này này là chính là cái chân đỉnh, thì sẽ hàn vào cái dây đỏ, sẽ hàn vào cái chân T. Còn dây màu đen sẽ hàn vào chân R, chân thứ hai, và cái lưới này sẽ hàn vào chân mát nhá. Và anh em chú ý nhé, đối với rác 6 ly này thì anh em nên hàn ở mặt trong nhá. Tức là hai chân truyền tín hiệu thì chúng ta để vào cái mặt má này, chúng ta hàn mặt bên trong này. Chúng ta hàn ở trên này thì là cái phần này nó tiếp xúc ra nhiều quá, nó dễ chạm vào cái vỏ. Khi chúng ta xoáy cái vỏ vào thì tốt nhất là anh em hãy hàn cái phần này ở mặt trong. Đây, hàn ở mặt trong này. Nó hơi khó hàn một chút thôi nhưng mà nó sẽ đảm bảo hơn và tránh chúng ta hàn cái dây này nó mặt ngoài. Thì có phải là cái phần tiếp xúc này nó sẽ thò ra ngoài nhiều quá. Mình xem nha. Dây đỏ này từ chân số 2 của rác cá lông sẽ được hàn vào chân T, chân đỉnh của rác 6 ly. Đấy. Dây đen sẽ được hàn vào chân R, tức là cái khoanh ở giữa của rác 6 ly. Và chân số 1 thì của rác cá lông được hàn tiếp mát. Đảm bảo chưa ạ? Đây nha. Bây giờ bước cuối cùng là mình đo đồng hồ kiểm tra. Thứ nhất là đo ba cái chân này không thông nhau. Đây, không thông này, không thông này, được chưa ạ? Rồi bây giờ mình sẽ đo chân số 2 của rắc ca lông, nó thông với chân đỉnh. Ok, chân số 3 là khúc ở giữa. Chân số 1 đảm bảo cho các bác và anh em luôn. Vừa rồi nãy vừa hướng dẫn các bác và anh em là cách hàn dây ca lông sang 6 ly stereo chuẩn dạng cân bằng. Các bác và anh em theo dõi và có khó khăn gì hoặc là có thắc mắc gì, có yêu cầu gì muốn em thực hiện thì cứ comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.